Đây là khu vực rừng phòng hộ tại tiểu khu 158A, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Những thân cây vừa mới bị hạ, vết chặt còn rất mới. 11 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019, Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên phát hiện 11 người đang dùng cưa, dao rửa, chặt hạ cây rừng tại lô C, khoảng 4, tiểu khu 158A. Qua đấu tranh, 11 người này khai nhận họ ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Họ được Đào Văn Thanh, 37 tuổi, ở xã Mê Linh, thuê cưa hạ cây và phát dọn cỏ với giá 10 triệu đồng. Sau khi truy xét, Công an thành phố Đà Lạt bắt giữ ông Thanh. Ông Thanh khai nhận được ông Nguyễn Trọng Kim ở phường 9, thành phố Đà Lạt nhờ thuê người phát rẫy tại vị trí này. Từ chiều đến 22 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019, Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã đến hiện trường đo đạc và kiểm đếm số cây bị chặt hạ. Theo đó, diện tích đất rừng bị tác động là gần 1,8 hectare, trong đó có 165 cây tạp, đường kính từ 0,6cm đến 35cm, cao từ 3m đến 5m, bị chặt hạ nằm ngổn ngang. Đối tượng đã lợi dụng cái thời gian mưa bão đó thì cũng đã có cái vi phạm ở khu vực này. Thì ngay chiều hôm qua thì chúng tôi đã phát hiện được và bắt giữ được 12 đối tượng về trụ sở để làm việc, cũng đã phối hợp với công an để kiểm soát, kiểm tra và xác định được cái diện tích cũng như là cái mức độ thiệt hại đối với 12 cái đối tượng này. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 6 xe máy của 11 người trực tiếp cưa hạ và tác động rừng, 2 cưa máy, hơn 10 dao rửa. Vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý.